Đá Phong Thủy LNG xin chào quý vị các anh chị cô chú ha. Thì video ngày hôm nay chúng ta có cái gì? Thì cũng là một cái công việc lựa chọn đá và cho ra những cái viên đá chất lượng. Thì công việc nó cũng như là hàng ngày và từng ấy năm thôi quý vị ha. Và bây giờ đây á là cái xuống, cái đồ xúc đá. Mà trong ngành đá thì quý vị xem những cái video mà ở Lục Yên á, thì ở ngoài chợ Lục Yên thì quý vị sẽ thấy những cái xúc này. Thì nó thứ nhất là để xúc cho nhanh và gọn, và thứ hai nữa là để ví dụ như những cái đá mà nó có dâm á, nó sẽ không có bị làm tổn thương cái da tay quý vị ha. Vâng, và hôm nay thì cái xúc này nó nằm ở đây chỉ là để tượng trưng thôi, cho nó qua một bên. Và bây giờ chúng ta sẽ bóc và lựa chọn những cái phôi của chúng ta ha, những cái phôi đá đây. Và đây là những cái gì mà chúng ta có. Và bây giờ ở video ngày hôm nay thì LNG sẽ mài láng, chứ không là mà không phải mài giác không vậy ha. Chúng ta mài láng. Nên vì thế những cái viên đá nào có mây, có mây đồ này nọ, hoặc là có những cái hiệu ứng như là như quý vị thấy đây ha. Đó, cái hiệu ứng mà bản thân nó phản sáng, phản lại ánh sáng để mà chúng ta có thể làm những cái viên tụt ma linh mắt mèo các kiểu không vậy ha. Và bây giờ thì chúng ta sẽ lựa những cái này, chúng ta bỏ ra nè. Và những cái viên trong như thế này á, thì để mài phân xét nè. Đó, chất lượng khác nhau không vậy ha. Đó, viên này nè, mài láng nè. Viên này cũng vậy. Rồi thì bây giờ LNG sẽ lựa hết cái chỗ này. Hàng nào mà trong đẹp thì chúng ta sẽ mài giác không vậy ha. Còn hàng nào không trong mà nói chung là nó có thể độ liên kết của nó cao thì chúng ta có thể là mài phân xét không quý vị ha. Chúng ta phải phân nó ra thành từng loại chứ không phải xô bồ không quý vị ha. Quý vị thấy có nhiều sản phẩm mà đăng lên người ta sẽ chúng ta chỉ thấy là nó đẹp qua cái kiến thức của chúng ta thôi. Nhưng mà trên thực tế thì những cái viên đá đó nó nằm ở sai cái vị trí của nó không quý vị ha. Ví dụ như là chất lượng mài láng thì đem đi mài giác, mà chất lượng mài giác thì đem đi mài láng không quý vị ha. Chất lượng mà mài giác như LNG mài cái đó gọi là chơi ngông không quý vị ha. Bởi vì có những viên rất là trong nhưng mà LNG thích mài láng chơi vậy đó, tại vì mình nhiều đá mà. Rồi ok, bây giờ thì mời quý vị cùng LNG sẽ đi qua cái khâu mà chúng ta chế tác không quý vị ha. LNG xin chào quý vị. Để đăng ký kênh, chúng ta vào YouTube, sau đó gõ đá phong thủy LNG và đăng ký kênh, rồi bật chuông thông báo để đón nhận tất cả những cái video chia sẻ kiến thức về đá, như là chế tác đá, lựa chọn đá, rồi phân biệt đá và phong thủy, với tất cả những cái video hữu ích mang đến cho chúng ta một cái kiến thức nho nhỏ. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem kênh, đừng quên like và chia sẻ ủng hộ kênh quý vị nhé. Vâng, sau cái quá trình mà lựa chọn những cái viên thô thì đây là một cái video tua nhanh không quý vị ha. Cái quá trình mà chúng ta dán khằn, chúng ta làm khằn cho que để mà dán những cái viên đá thô thiên nhiên của chúng ta lên và mài. Thì ở trước cái video này thì em có làm một cái video là mài hẳn một viên đá rất là nhanh, rất là gọn và rất là lẹ, ra thành phẩm trong vòng tích tắc không quý vị ha. Thì xoay quanh những cái vấn đề như là quý vị thường hay hỏi em là LNG ơi, đá này có thiên nhiên hay không, và đá này có giấy kiểm định hay không. Thì như những gì quý vị đã thấy, đá thô thì qua sự sàng lọc của LNG qua máy móc quý vị ha, hoàn toàn là thiên nhiên, từ trục sinh trưởng đế màu rồi này nọ các kiểu đều được kiểm soát, và sau đó lựa những cái viên đá thô ra và chế tác để mang đến cho quý vị những cái viên đá thiên nhiên ha. Và những cái viên đá này thì ở cuối video, những cái viên xanh đỏ tím vàng sẽ được gieo duyên với giá là 179k, một thần tài lớn không vậy ha. Một người kinh doanh phong thủy cần phải mang đến và gieo duyên gieo lộc cho những người có nhu cầu vận dụng phong thủy. Thì như quý vị thấy, một cái viên đá em đã bỏ công ra mài và hoàn toàn là thiên nhiên với giá 179k, thì quý vị còn chần chờ gì nữa. Ở đây em chia sẻ với quý vị rằng gắn liền với hai chữ trung tâm. Ngoài những cái trung tâm lớn thì em không nói, bởi vì danh tiếng của họ không đáng để họ bán cái danh dự của họ. Nhưng mà những cái trung tâm nhỏ thì quý vị ơi, tiền mất tật mang ha.
tại vì ở Nam ra Bắc thì chỉ được vài trung tâm lớn mà thôi. Tôi thì mời quý vị cùng em đi xem những cái video của mình ạ. Vâng, và sau khi em đã mài hả quý vị ha, và bây giờ đây chúng ta có một cái lô tút mà linh hả quý vị ha, có thể nhìn thấy là những cái viên đá như là những cái viên kẹo rất là bóng mướt hả quý vị ha, rất là tròn trịa, rất là dễ thương. Thì trước tiên xem cái lô này thì chúng ta sẽ xem qua ba cái viên này hả quý vị ha. Thì đây là cái dãy 1, đây là cái dãy nhất của cái đợt tri ân bình luận nhiều like nè. Đây là cái dãy 2 nè. Và đây là cái dãy 3 của cái bình luận nhiều like hả quý vị ha. Và bây giờ em mời quý vị cùng em xem những cái giải thưởng trong cái tri ân hả quý vị ha. Thì đây là một viên garnet thì quý vị có thể thấy là cái độ bóng mướt thì thôi khỏi chê ha. Không bàn cãi luôn ha. Và rồi thì bây giờ em sẽ soi để chúng ta cùng xem sao của cái viên này hả quý vị ha. Cánh sao của nó đâu rồi ta? Cái viên này thì quý vị có thể thấy là sao bốn cánh nè. Đó, rất là rõ luôn. Chỉ cần có ánh sáng vô thì chúng ta sẽ thấy sao bốn cánh hả quý vị ha. Đó, rất là rõ và rất là đẹp luôn. Và viên garnet của chúng ta nó rất là bắt sáng hả quý vị ha. Chúng ta có thể thấy cái chấm ruồi nằm kế cái tâm của sao. Đó. Thì đây là cái dãy nhất của cái chương trình tri ân vừa rồi hả quý vị ha. Thì LNG luôn luôn có những cái cuộc tri ân nhằm tặng đá cho quý vị để chúng ta có thể trải nghiệm cũng như là sưu tầm ha. Hôm qua em phải cày tới 2 giờ mấy ngồi mài cái chỗ đá này nên thành ra là sáng nay nó hơi bị bể giọng. Có lẽ là quý vị sẽ không còn nghe được cái giọng thánh thót của em nữa. Rồi ok, chúng ta đến với cái dãy nhì ạ. Thì dãy nhì cũng là một viên garnet sao. Như quý vị thấy đây, em ấy thì sao nằm bên này. Đấy. Đó, sao 6 cánh đàng hoàng hả quý vị ha. Hơi lệch chục nhưng mà sao 6 cánh nè. Còn viên hồi nãy của chúng ta là sao 4 cánh hả quý vị ha. Đó, bên này cũng có 6 cánh nữa nè. Viên đá của chúng ta nó có tới 20 sao hả quý vị ha. 20 sao trên một bề mặt. Đó. Đó, sao 6 cánh. Rất là đẹp luôn. Để em phóng to ra cho cả nhà mình thấy ha. Đó, viên garnet sao hả quý vị ha. Hàng này thì xứng đáng để mà mình sưu tầm. Sưu tầm để chơi. Thì cái này là dễ nhất. Cái này là dãy nhì của cái chương trình tri ân mà vừa rồi các bạn ấy xem video và các bạn ấy bình luận và các bạn ấy đã trúng thưởng hả quý vị ha. Viên này thì đây. Và rồi thì em phóng to ra cho cả nhà chúng ta cùng xem ha. Sao đâu. Đấy, viên này cũng sao căng đét hả quý vị ha. Cánh sao nè, mà chục sao thì em không biết là nó nằm ở đâu. Nhưng mà viên này cũng là sao 6 cánh luôn hả quý vị ha. Đó. Sao 6 cánh luôn. Đấy. Rồi thì chúng ta qua cái phần tri ân và chúng ta đến với những cái bé tụt ma linh do chính tay em LNG mài ra. Thì trên này trước mắt chúng ta thì quý vị có thể thấy là những cái viên tụt ma linh lẫn cả garnet hả quý vị ha. Và quý vị nào mà chúng ta cảm thấy thích bé nào thì chúng ta chỉ việc chụp lại cái màn hình và khoanh tròn bé đó hả quý vị ha. Với giá chỉ 179k thôi. Và trong số những cái viên garnet này thì có có một vài viên sao hả quý vị ha. Một viên garnet nè, hai viên garnet, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Đây là viên garnet giọt nước nè quý vị, màu tím. Cái này lên mặt dây chuyền cho chị em phụ nữ thì rất là phê ha quý vị ha. Đó.
mình mất hú vị ha, mình mất bóng loáng luôn. Những cái này là những cái bao thể bên trong quý vị nhé. Thường thì Garnet nó sẽ có những cái bao thể rắn, đó là những cái tạp than hoặc là quặng quý vị ha. Đấy. Khá là đẹp. Rồi chúng ta chụp hình lại những cái sản phẩm của chúng ta nè. Đấy. Thêm một em Garnet đỏ nữa. Độ bóng thì miễn bàn hả quý vị ha. Độ bóng thì không chê vào đâu được luôn. Đấy. Và sắp tới thì web của em sẽ được hoàn thành hả quý vị ha. Thời gian qua là đang là thời gian làm web nên thành ra là sắp tới thì web sẽ hoàn thành. Và quý vị muốn chọn lựa mẫu trang sức hoặc là chọn lựa đá thì chúng ta có thể lên web để mà tham khảo hả quý vị ha. LNG đang bổ sung từ từ ở trên trang web. Còn đây là viên giọt nước đá tụt ma linh màu xanh, thì quý vị có thể thấy là màu xanh ken hả quý vị ha. Rất là đẹp luôn. Còn viên này thì là viên giọt nước viên oval cũng tụt ma linh luôn và nó là màu xanh lam ha. Để phóng to ra cho quý vị dễ xem. Đây là một viên giọt nước quý vị ạ, màu xanh dương hả quý vị ha. Tút ma linh màu xanh dương. Màu xanh da trời nè. Đó. Đây là một viên tròn màu xanh dầu gió hả quý vị ha, rất là đậm. Còn đây là một viên tút ma linh màu xanh lá, có hiệu ứng mắt mèo hả quý vị ha. Đó. Còn đây là một viên tút ma linh màu vàng nâu. Đó. Thì chúng ta thấy là đây là có rất là nhiều những cái viên đá rất là đẹp. Thì anh chị em nào chúng ta thích cái viên nào thì chúng ta có thể chụp lại màn hình. Và chúng ta chỉ với 179k là chúng ta sở hữu hả quý vị ha. Đó, hàng quá nhiều em không biết là phải quay như thế nào và phải ra làm sao luôn. Đấy em này thú vị không quý vị thấy không? Đá nó có cái hay của đá nè thấy không? Hai màu, màu xanh với màu vàng. Còn cái này là viên tụt mà hình tam giác hả vậy ha. Đó. Đây là viên tụt tím hả vậy ha. Tụt ma linh tím. Đó, tụt hai màu nè quý vị. Tụt màu xanh dương nè quý vị. Đó, màu xanh xanh nước biển đó. Còn tụt màu xanh lá mà đậm thì chúng ta có rất là nhiều luôn. Nó trơn nữa mà nhíp kẹp mà nó cứ trượt trượt quý vị thấy không. Đó. Rất là nhiều đá đẹp để quý vị lựa chọn ha. Viên này là viên màu xanh lá nè, viên này cũng đẹp nè. Thì ở đây chúng ta chỉ có vài viên lớn, quý vị lưu ý rằng là ở đây chúng ta chỉ có vài viên lớn để lên nhẫn nam thôi. Còn lại đâu là nhẫn nữ hết hả quý vị ha. Còn lại tất cả đều là nhẫn nữ hết. Đó quý vị nhìn nè, viên này nhiều màu nè, thấy không? Rất là sặc sỡ. Đó là cái điều thú vị của đá. Để em cho quý vị xem cái viên kim tuyến ha. Đây. Viên đá thiên nhiên. Hiệu ứng kim tuyến. Chết rồi, trên này quý vị không có thấy được rồi. Ở ngoài thì quý vị sẽ thấy là bên trong nó y như là được rắc kim tuyến ha. Với những cái chấm bi đều nhau và với nhiều màu sắc luôn. Thì cái hàng này là xứng đáng là hàng sưu tầm bởi vì nó không có nhiều. Viên tụt ma linh này, ở đây em có hai viên tụt ma linh như thế thôi.
đó là em màu cam này và một em màu cam nữa. Đây 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 đây. Đó quý vị thấy không? Đó. Ở ngoài nhìn nó đã hơn vì nó nhiều cái chấm tròn như vậy hơn. Và với rất là nhiều màu sắc luôn. Lắc tới lắc lui là thấy màu sắc không? Chúng ta chỉ có hai viên thôi. Viên đó với lại viên này. Đấy. Hai viên thuộc dạng kim tuyến quý vị ha. Rồi thì cả nhà của mình á, ai thích viên nào thì chúng ta có thể chốt viên đó quý vị ha. Chụp hình và gửi sang LNG chỉ với 179k thôi. Và em chỉ bán lần này thôi quý vị ha. Không bán lần hai quý vị ha. Thì chúng ta có thể lựa chọn. Ôi cha, thiếu ngủ nói chuyện nó hơi sao sao quý vị. Rồi thì cảm ơn quý vị đã xem kênh và ủng hộ LNG quý vị ha. Và chúng ta có thể chọn lựa bất kỳ viên nào trong cái chỗ này. Và đặc biệt là với những khách hàng mà đã từng giao dịch với bên LNG, đã từng ủng hộ LNG, thì bất kỳ viên nào trong này chỉ với giá 68k mà thôi. À, cái đó là cái ưu ái dành cho những khách hàng mà đã từng giao dịch với LNG quý vị ha. Đến với LNG quý vị đừng có lo cái chuyện mà thiệt hay là lỗ hay là này kia, vì LNG luôn luôn có sự ưu ái và luôn luôn có cái sự mà đa dạng về lựa chọn cũng như là chất lượng và sản phẩm quý vị ha. Rồi thì LNG cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng LNG và xem kênh ha. LNG xin chào cả nhà mình ạ.